Còn tại Pháp, hàng chục ngàn cảnh sát đã được triển khai tại các thành phố trên khắp nước Pháp khi các cuộc biểu tình kéo dài sang đêm thứ Năm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức để tập trung xử lý cuộc khủng hoảng. Ngày 1 tháng 7 là ngày thứ Năm của cuộc bạo loạn. Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát và một số xe bọc thép trên đường phố khắp các thành phố trên cả nước. Tại Paris, trước tình trạng những lời kêu gọi tập trung biểu tình tại đại lộ Champs-Élysées trên mạng xã hội, lực lượng cảnh sát đã được tăng cường quanh khu vực tiến hành kiểm tra tại chỗ. Mặt tiền của các cửa hàng đã dựng rào bảo vệ để ngăn chặn khả năng cướp bóc và thiệt hại. Hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra tại khắp nước Pháp và leo thang thành bạo loạn sau khi một thiếu niên vi phạm giao thông bị cảnh sát bắn chết ở ngoại ô Paris. Tính đến ngày 1 tháng 7, đã có hơn 2.400 người bị bắt. Kể từ khi bạo loạn nổ ra, nhiều tòa nhà và phương tiện đã bị đốt cháy, trong khi hàng loạt cửa hàng bị cướp phá. Cũng trong ngày 1 tháng 7, Tổng thống Emmanuel Macron đã phải hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức để xử lý cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất về khả năng lãnh đạo của mình kể từ các cuộc biểu tình áo vàng hồi năm 2018. Kênh RT đưa tin ông Macron lập luận rằng các nền tảng truyền thông xã hội và trò chơi điện tử đã góp phần gây ra bạo loạn trên khắp nước này. Tổng thống Pháp cho rằng giới trẻ đã bị say sưa bởi bạo lực trên không gian ảo. Theo nhiều nguồn tin, độ tuổi trung bình của những người bị bắt trong các cuộc bạo loạn là 17.